Trong đoạn clip là hình ảnh một phụ huynh chở hai học sinh trên đường đi học về. Điều đáng nói là hai học sinh không đội mũ bảo hiểm. Mặc dù nhà trường và các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, tuy nhiên, một số phụ huynh vẫn khá thờ ơ đối với vấn đề này.